sẽ review cho mọi người một chiếc nồi cơm điện mini nhá. Thực ra là không phải là mini đâu, nồi cơm điện nhỏ thôi, dung tích là 1 lít và của nhà Cucu nhá, mã mới nhất, mới tinh tình tình luôn, cực kỳ tuyệt vời các chị nha. Đây, đầu tiên sẽ nhìn hình thức cho em nhá. Đó, bạn này kiểu dáng rất là xinh, siêu xinh luôn các chị nhá. Và nhìn nó rất là xịn mịn ý. Đó, cái hình thức của cái bạn này xịn mịn vô cùng này. Đó, kiểu dáng rất là xinh nha. Và nó không khác gì cái mã mới nhất bây giờ, chính là cái mã NHTR mà các chị đang thấy là ở trên thị trường. Nhưng mà nó chỉ khác nhau là cái nồi NHTR nó sẽ là nồi cao tần, còn mã này của em là sẽ là mã nồi cơm điện bình thường các chị nhá. Nhưng mà nó sẽ rất là dễ sử dụng với bảng điều khiển toàn bộ là SmartTouch nha. Và nó sẽ hiển thị thông tin ở bên trên này, rất là xinh luôn. Đây, em có thể sẽ bấm thử cho mọi người nhìn này. Đó, cái cơm trắng nó sẽ là chế độ đầu tiên. Các anh chị cứ mặc định cho em nha. Cái này khi mà các anh chị mua hàng ở shop Hàng Đức thì bên em sẽ hỗ trợ các anh chị, dán cho các anh chị thứ tự để các anh chị có thể lựa chọn. Đây là chế độ cơm trắng. Đó, khi nó nhấp nháy như thế này là các anh chị đang đấu chế độ cơm trắng nha. Mình chỉ cần ấn thêm cho em một cái nút này nữa là nồi nó sẽ đang bắt đầu nấu và đang hoạt động cho mình rồi. Mình muốn hủy nhá, chỉ cần một cái nút này là xong. Được chưa ạ? Còn thứ tự của tất cả những cái chế độ nấu của một cái chiếc nồi này nó cũng rất nhiều tính năng cho mình, từ cơm trắng này, nấu sữa hạt, nấu cháo cho trẻ em, nấu cơm ngũ cốc, nấu gạo lứt, thậm chí là cả làm sữa chua. Còn bây giờ sẽ là lòng nồi nha. Lòng nồi này, mọi người chỉ cần ấn một nút vào đây, mọi người mở cái nắp cho em. Đó, đây, lòng nồi nhá. Lòng nồi với dung tích là 1 lít, khá là dày dặn với một chiếc lòng nồi cơm điện các anh chị nha. Đó, và rất là xinh. Mà này dung tích 1 lít và tùy vào cái lượng ăn của nhà mình, nhưng thông thường nó sẽ được khuyến cáo cho từ 2 đến 6 người ăn nha các chị. Rất là thoải mái luôn. Bạn này là Cucu nhá, hàng của Hàn Quốc luôn. Và mặc dù là một chiếc nồi cơm điện bình thường, nhưng mọi người có thể nhìn cho em cái phần răng nhá. Cái phần răng nó được làm và được thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận và nhìn rất là xịn sò cho em luôn. Một chiếc nồi cơm điện thì thực sự là không có một cái lựa chọn nào tốt hơn bạn này. Và nhìn đẹp như thế này thôi các anh chị nha. Nhìn xịn như thế này nha, nhưng giá thì cực kỳ sốc luôn nha. Chỉ hơn 2 triệu một chiếc nồi cơm Cucu nhá, một chiếc Cucu 1 lít ạ. À.